Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với Trang Trên Bùi. Hôm nay mình tiếp tục lên hai cái kính Cartier, trong đó có hai cái kính này đều trong cái tình trạng là hàng đã qua sử dụng, tuy nhiên cái độ mới nó rất là cao, và cùng với một cái kính vàng đúc 18K. Đầu tiên mình đến với một chiếc cây Cartier màu vàng vàng. Chiếc vàng vàng này có hộp zin. Hôm trước thì mình đã lên hai cây kính Cartier New Full Book, một cây Cartier vàng trơn và một cây Cartier vàng phay xước. Thì hôm nay nó là một trong những bản ưu, bản hàng đã qua sử dụng, và là bản này bản trơn, trơn bóng đấy. Tình trạng của chiếc kính này thì nó còn khá là đẹp, độ mới gần như là 95-99%. Đặc biệt là anh em nào mà nhìn thấy cái đôi mắt này thì mê luôn. Mắt này đang là mắt lão, có lẽ là mắt khoảng trên 2 độ. Mình nhìn thấy rất là thích. Mắt này mắt Nikon, một trong những cái thương hiệu rất lớn của Nhật. Về cái mắt này, trên video thì anh em có thể không nhìn thấy, nhưng mà nếu mà nhìn ở ngoài thì cực kỳ là thích cái mắt như thế này luôn. Cái mắt này là màu nâu trầm, nhìn rất là đẹp. Về tổng thể cái kính thì cái kính này thì còn rất là đẹp, mà cái ve của nó bị chấm một chút ở bên trong như thế này. Cái ve bị chấm một chút bên trong, nhưng tuy nhiên đây là do lỗi của nhà sản xuất, bởi vì ở bên trong cái miếng nhựa thì nó có một cái vết vẩn. Cũng như vậy là khi mà người ta ép cái miếng nhựa này cùng với lại cái ve như thế này thì nó lỗi kỹ thuật, nó có một chút cái vẩn và nó vào trong cái ve như thế này. Tuy nhiên thì nó không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ khi mà chúng ta đeo như trên mắt như thế này. Còn nếu mà anh em muốn thay thì nó mất khoảng 50 đô một cái đôi ve như thế này. Mình khoảng 3-4 hôm nữa thì mình cũng có mua 5 đôi ve. Thực ra thì với góc độ thẩm mỹ của mình thì mình thấy cái bản này nó khá là ok. Cầu này cầu 19, chuôi dài 14. Những cái bản mà Cartier mà bọc vàng như thế này thì cái độ dày, cái khái niệm bọc vàng và mạ vàng ấy, nhiều khi nó theo cái quan niệm của anh em. Ví dụ nhiều khi chơi về đồng hồ xưa, ví dụ đồng hồ xưa thì anh em từ Goldfield trở lên là anh em thường gọi là bọc vàng. Lucky này 20 micron, bọc Goldfield thì 40 micron. Còn cái mạ dày nó cũng là một cái khái niệm ở trong cái từ những thập kỷ 80. Thì đây như một chiếc như thế này thì là nó những chiếc Cartier thì nó mạ dày là 5 micron, nó cũng khá là dày đấy. Cho nên là cái lớp vàng của nó khá là ok nếu mà anh em nào đã quen chơi rồi. Còn đối với những anh em mồ hôi muối thì thực sự là kể cả bọc vàng nó cũng đi, chứ là bọc vàng 12K GF ấy. Nếu mà ông nào chơi về Ray-Ban thì 12K GF thì anh em biết rồi, kể cả mồ hôi muối thì bọc vàng là gọng cũng đi, chứ đừng nói là đến 5 micron. Tuy nhiên đối với những sản phẩm như thế này thì chúng ta dùng nó cũng nên giữ gìn nó một chút. Còn nếu mà chơi như phá thì nên chơi đúc, phá thì phá vừa vừa. Còn ví dụ dùng mình dùng xuồng xã hơn thì mình dùng đúc thì nó lành hơn. Ví dụ những cây như thế này là cây vàng đúc thì nó sẽ lành hơn. Mắt nó là mắt lão nên là em đeo lên mắt nhưng mà em không mở mắt, bởi vì đeo những cây kính như thế này mình bị cận mà đeo mắt lão mà nó choáng. Đây để cho anh em nhìn tổng thể đấy, cây kính nó rất là đẹp. Cái hiệu này hiệu Nikon, mà thực sự là mình cũng đang tìm hiểu, có lẽ là mình sẽ order cái kính như thế này. Trên mắt nó có chuyện đấy. Đấy, anh em có thể nhìn thấy chữ Nikon ở đây ạ. Đó. Cái độ hấp hơi nước của chiếc này nó co bám, nó co cũng rất là nhanh. Đó, bởi vì mắt xịn. Cái mắt này chính là nếu mà ai mà đúng cái độ của cái mắt này thì đeo cực thích luôn. Bởi vì có lẽ là nhiều người không chơi về kính thì không rõ, nhưng mà ví dụ những cái mắt như thế này thì nó rơi cũng khoảng 300 đến 350 đô đấy, những cái mắt như thế này. Hy vọng là sẽ gặp một chủ nhân mà nó vừa với lại cái mắt như này. Nói thì có vẻ anh em thấy bảo bây giờ bán một cái kính mà mắt cái mắt kính mà 300 đến 350 đô thì liệu có thật không, bởi vì thực ra là em cũng đang đeo một cái kính, cái mắt của nó là 7,2 triệu, cái mắt Exynos, và mấy hôm nữa thì em cũng lắp mà order một cái mắt đổi màu 9,8 triệu màu xanh lục, và cây vàng trắng của em, cây vàng trắng CD co, có thể là cây vàng trắng CD co, cây vàng vàng, em sẽ lắp vào một trong hai mắt đấy để đeo. Bởi vì thực ra là khi mà anh em đã chơi lên, cảm nhận lên từng những cái đôi mắt lên, có lẽ là không nhiều người nghĩ là những cái đôi len như thế này nó lại đắt như thế này. Nhưng tuy nhiên nếu mà những ai mà có người thân người quen làm ở
những cơ sở về mắt, về về mắt ấy, thì anh em sẽ biết được những cái len của nó đắt như thế nào. Đặc biệt cái len như thế này, cái len nguyên bản của chiếc như thế này nó cũng không phải là như thế này đâu. Về cơ bản thì nó len của nó vẫn dư như thế này. Tuy nhiên thì khi mà sau khi người ta cắt lên, người ta hấp màu lên, cái này màu này màu hấp lên, cái khi mà cắt cái kính như thế này nó rất là đều, đó. Nó hấp màu ở cái kính này lên, cho nên là cái công nghệ cái này nó cũng khá là cao của những chiếc cái kính như thế này. Còn nếu mà hấp trước mà cắt xong thì tất nhiên là nó sẽ lộ ra những cái điểm như này, nhưng như cây này là cắt xong rồi mới hấp, cho nên là cái độ anh em nhìn cái cạnh của nó này, cái màu rất là nâu và đấy. Thực ra nói những câu chuyện này thì có thể là nó nghe thì có vẻ phù phiếm nguy hiểm, thực sự là nhiều khi cũng muốn, bởi vì những cái này là mình cũng đã tìm hiểu và cũng có tham khảo cùng với lại một vài anh em chơi về kính, cho nên là nói thì nghe thì có vẻ nguy hiểm, nhưng mà nếu mà anh em nào mà thực sự có tâm mà nghe và tìm hiểu, nghe thôi, nghe và mình nên tìm hiểu, thì mình sẽ thấy được những cái điều mình nói nó sẽ là đúng và anh em sẽ có cảm nhận về chơi. Mà khi mà chơi về những cái đồ như thế này nó còn, bởi vì nó là về mắt mà, nó về mắt đau chân mình đã nói rồi, về đau chân đau tay thì anh em có thể cố đau mà chịu được, nhưng còn nếu mà về mắt mà anh em mà đã chơi lên những cái tầm mà mắt kính nó xịn hẳn lên rồi, khi đeo quay trở lại những cái kính rẻ tiền anh em không đeo được. Và cái điều đấy là cái điều mà khi mà người ta sẽ càng ngày nó càng phải nâng cấp lên, là nó là vì như thế. Tương tự giống những cây kính này như thế này, anh em trải qua những cây kính như này, những cây kính như thế này thì nó mang mới ở mang tính chất nhận diện thương hiệu Celico, nó mang tính chất nhận diện thương hiệu, nhưng mà khi anh em chơi dần lên thì anh em sẽ, bản này là bản anh em mà mới chơi thì sẽ thích bản này, nhưng mà khi anh em chơi dần lên thì anh em sẽ không không thích những bản này như này nữa, anh em sẽ chơi những loại nó giấu đi, không biết nó là chơi là nó là cái gì. Ví dụ những bản như thế này sẽ rất là khó để nhận biết nó là một cây kính gì, rất là khó nhận biết. Có nhiều người rất là thích chơi những cái, bởi vì chơi mới chơi thì mình thích thể hiện, nhưng mà khi mà mình đã chơi quen dần lên thì cũng có một cái gì đấy thì mình sẽ giấu những cái mà mình chơi đi, và bản thân mình cũng chưa bao giờ mình thích vàng trắng, và khi mình chơi qua vàng hồng vàng vàng của những cây ca tia thì mình vừa hôm vừa rồi mình có mua một đôi vàng trắng, thực sự nó cũng ở cái cảm nhận nó khác. Tất nhiên mình cũng là vừa là người chơi vừa là người bán, tuy nhiên những cái bản vàng trắng thì mình biết rồi, đối với đồng hồ vàng trắng thì thực sự nó là một cái điều kinh hoàng của nhiều người, bởi vì vàng trắng rất là khó thanh khoản. Tuy nhiên đến kính vàng trắng thì lại cực kỳ khó thanh khoản luôn, bởi vì bán cái ca tia như thế này rất là khó. Nhưng tuy nhiên hai ba hôm vừa rồi thì mình bán rất là nhiều ca tia trong cái khoảng 20 triệu thì rất là dễ thanh khoản, vì mình thực ra mình biết là trong cái tầm giá như thế là rất nhiều người muốn chơi nhưng mà chưa tìm được cái sản phẩm mình nó phù hợp. Một vài ngày tới thì mình sẽ lên những cây ca tia, có lẽ một cây thôi, cây ca tia trong phân khúc gần 40 triệu, một chiếc cực kỳ khó bán, nó sẽ khó bán hơn cả những cây vàng đục, bởi vì trong cái tầm giá mà loanh quanh đến gần 40 triệu thì câu chuyện về kính nó lại khác, nó sẽ rem lên mặt bằng nó sẽ là khác. Bài ở bài đấy thì mình sẽ nói rõ hơn vì sao lại rất là khó bán, nhưng mình vẫn sẽ mang mang về để giao lưu cùng với anh em. Khó thì mới cần làm, chứ còn dễ dễ bán như thế này, cây này thì, những cây như thế này thì không bao giờ quá một ngày. Từ hôm nọ hôm nay em bán thì cứ buổi tối đăng thì buổi sáng là bán được tất cả những cái cây như thế này, nó là bản nhận diện và trong cái tầm giá loanh quanh 20 triệu rất là dễ bán. À xin quên, cây này em bán với giá là 19 triệu rưỡi, mãi luyên thuyên quá. Đây cây này em bán với giá 19 triệu rưỡi. Nó có hộp zin. Tiếp theo là một bản trắng. Đây là một bản Katia trắng. Có vàng vàng, có màu bọc vàng thì phải có màu vàng trắng cho nó vui. Đây là một bản vàng trắng, cũng là bản giống như thế này thôi. Cái bản này thì nó nhỏ hơn, cái cầu cầu nó 16. Tuy nhiên thì 16 với 19 thì nó không không vênh là nhiều, có 3 ly thôi mà. Bản thân em cũng chỉ đeo 16. Trước em đeo bản vàng hồng là bản đầu 16, bản này bản vàng đúc này cũng có 16 mà. Không không vấn đề gì cả. Tuy nhiên đối với lại những chiếc cây kính như thế này thì nó phù hợp với anh em mặt nhỏ nhiều hơn thì đeo nó sẽ dễ hơn. Cây này thì đang lắp cho một cái kính dành cho mặt nhỏ. Cái form kính nó rất là đẹp, anh em nhìn. Cái form kính nó rất là đẹp. Anh em đi cắt kính thì anh em cũng lưu ý đến form kính, thì anh em cố gắng
chọn cho mình một cái form kính và một nơi cắt kính nó phù hợp để nó tạo nên cái phù hợp với khuôn mặt của mình. Chứ nhiều bác em thấy mặt thì bé nhưng mà đeo cái mắt kính là rất là to này, thứ nhất là nó không ôm vào mắt, thứ hai nó không đúng đồng tâm, thứ ba là nó thẩm mỹ. Chơi như thế này thì anh em phải lưu ý đến thẩm mỹ, bởi vì mình bỏ ra một số tiền nó khá là lớn để tạo nên cái nét thanh lịch và sang trọng cho khuôn mặt của mình. Bởi vì ngoài cái giá trị về kính thì nó còn cái giá trị tôn lên cái vẻ giá trị của con người. Đấy, cái form kính như là đeo rất là đẹp. Lát em có thể em đeo một cái mặt blanc nha anh em xem, cái form kính nó rất là xấu. Nói như thế là em cũng trải qua khá là nhiều về mặt blanc, cũng bởi vì mặt blanc nó là một trong những cái sản phẩm nó cũng khá là nhận diện thương hiệu, tuy nhiên nó ở trong cái phân khúc của tầm dưới, còn đối với Cartier thì nó lại đắt gấp mấy lần, ba bốn lần bản vàng trắng. Chiếc này chua thì 13,5, nó ngắn hơn chiếc này là 0,5 cm đó. Đối với cái chuôi này thì anh em không hề ngại nhé, bởi vì cái chuôi này nó uốn được. Khi mà điểm chuôi nó đang ở đây thì anh em có thể nắn dài ra và nắn cái chuôi nó gấp ở đây, nó cũng rất là dễ, nó không không vấn đề gì cả. Tất nhiên là khi mà người thợ người ta sẽ làm cái việc này rất là đơn giản. Chiều nay em cũng nắn một cây như này. Cây như này thì nó lúc đầu nó một người mặt rất là nhỏ đeo vào, bản thân có lẽ là một người mặt rất là nhỏ, vậy anh em nhìn thấy cái form kính này. Và lúc đầu nó gấp ở tận cái điểm này cơ, gấp hẳn V xuống đó, thì em phải nắn dần là như thế này. Tất nhiên thợ cũng phải là khéo chứ không là không nắn được những cái kính nó như thế được. Cái kính này thì cũng rất kỳ lạ, một vài cái kính em mua trong thời gian gần đây thì những cái kính nó gần như chưa sử dụng, nó rất là mới, độ mới nó cực kỳ cao, và cái giá của nó tất nhiên là nó mềm mại hơn những chiếc kính khác rồi. Chiếc kính này 19 triệu rưỡi, và chiếc kính bạc này thì em bán với giá là 14 triệu rưỡi. Kính ở trong tình trạng rất là đẹp, anh em có thể nhìn thấy cái chuôi của nó này, trông rất là mỡ đẹp, thành vách còn rất là sáng trắng đẹp, không bị xước xát gì cả. Ở bên trong này thì nó hơi bẩn nhẹ một chút, thì anh em lau lau qua nhẹ đi một chút là được, ok thôi. Chiếc này thì rất là bóng và đẹp rồi. Chiếc này thì màu vàng lúc về thì nó cũng hơi hơi có bụi một chút, thì em cũng có lau nhẹ qua. Lau ở đây anh em lưu ý, ví dụ dùng những khăn da dê như thế này, đây những khăn da dê thì anh em lau khăn da dê hoặc là những cái khăn kính ấy. Đây da dê như thế này anh em lau nó nhẹ qua những cái vết bẩn thì nó sạch, nhưng còn ví dụ như anh em đừng có dùng kem đánh răng hay đánh mạnh quá, hay là như là nó làm ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của cái kính. Và cuối cùng đó là em có lên một cây kính vàng 18K. Hôm vừa rồi thì em bán rất là nhiều cây kính vàng 18K, cũng rất là vui, nhiều anh em ủng hộ. Trước này em bán với giá 26 triệu vàng đúc 18K, một trong những thương hiệu một cây kính của Nhật. Framer này, một cây kính thương hiệu của Nhật Framer. Cây này thì nó khá là giống cây Mickey, tuy nhiên thì càng nó là càng trơn. Hôm trước cây Mickey em bán giá 29 triệu và hôm nay cũng giao dịch rồi. Cái càng này thì nó càng càng trơn và nó bè ở bên trên này, càng trơn nhưng mà lại bè bè rộng ở trên này, và nó có nét hoa văn trên và nét hoa văn dưới đó. Cái chuôi nó khá là đẹp, mướt bóng, đây mặt trên và mặt dưới của nó đều có nét hoa văn rất là đẹp đó. Đấy, những cái kính như này thì đối với lại những anh em, những anh nhiều tuổi hơn một chút thì đeo nó sẽ rất là em. Anh em nhìn thấy không? Ví dụ như cái form kính như này cắt là vẫn chưa được đẹp lắm. Nhưng mà tuy nhiên cái mắt này mắt dưỡng. Còn những cái form kính kia thì anh em thấy rồi, nó đẹp hơn hẳn. Nên cái form kính mà nó phù hợp với khuôn mặt của mình nó rất là quan trọng. Có là nhiều người không để ý hoặc là coi thường những cái việc đấy, nhưng tuy nhiên những cái điều đấy thì nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Cũng giống như quần áo, giày dép, đồng hồ hay những trang phục khác, chúng ta nên chọn những cái mà nó chỉn chu nhất, mà nó phù hợp đối với mình. Bởi vì những cái kính nó có phải rẻ tiền đâu, nó rất là nhiều tiền. Khi mà bỏ ra rất là nhiều tiền như thế thì anh em cũng là những người sử dụng thì cũng không hề là đơn giản, cũng là người có tiền kiếm được tiền thì mới mới sử dụng những cây kính như thế. Như thế là cũng có vị thế trong xã hội, thì mình nên chọn những cái yếu tố nó thẩm mỹ. Chứ còn đeo lên mặt, người tinh thì biết là kính nhiều tiền ít tiền, chứ còn hiếm người
biết là mình cái kính bao nhiêu tiền cả. Ví dụ như cái kính Cartier như kia thì nó mua mới thì khoảng loanh quanh 200 triệu, mà mua hàng ưu thì nó khoảng hơn 80 triệu, 90 triệu, có những cây xuất sắc hoặc nó sổ sách cái phái sinh thì nó khoảng hơn 100 triệu. Thì cái việc đấy thì ít ai nhận biết được lắm, bởi vì một cây vàng đúc với một cây vàng vàng nó nhìn nó người chơi không chuyên nghiệp thì nhìn nó nhanh nhác, nó giống nhau, nó không khó nó phân biệt được. Cho nên là và bản thân nhiều người đeo người ta cũng không cần phải ai biết là mình đang đeo cái kính vàng đúc cả. Tụi người ta chơi chơi theo cái sở thích và cái cảm nhận của bản thân thôi, chứ còn chơi nhiều khi cũng không cần phải là khoe quá. Bởi vì chơi những cái này như nó là những cái nét tinh tế, và nó thực sự là cái chi phí về cho một cái kính nó sẽ ít hơn rất là nhiều so với lại những cái sản phẩm khác, chắc chắn là như thế. Tuy nhiên nếu mà anh em nào mà càng chơi thì sẽ càng mê, bởi vì mọi cái nó đều phải có trải nghiệm, không có cái gì là không trải nghiệm cả. Nếu mà mình trải nghiệm mà thấy cảm thấy ok thì mình có những cái mình sẽ bước tiến rất là dài. Vâng, xin cảm ơn anh em. Phiên ngày hôm nay có 3 cái kính, chúc anh em có một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Xin cảm ơn.